Vâng, Thiên Định xin chào toàn thể cô chú chị nha. Đây Vinhome Ocean Park. Ngay tại bãi biển Vinhome Ocean Park Gia Lâm đây cô chú chị. Cảm giác thật tuyệt vời đúng không? Đây, ra ngay mặt biển cho cô chú chị xem cái cảm giác nó như nào này. Đây là mặt hồ. Hồ nước ngọt nha cô chú chị nha. Cảm giác buổi tối tại hồ nước ngọt 24,5 m². Hồ rộng mênh mông luôn. Hôm nay Thiên Định có được hai khách hàng, nhưng mà là hai khách hàng ký gửi của chú chị ạ. Hai khách hàng ký gửi hai căn tại san hô, hai căn đơn lập tại san hô mà view ra mặt hồ luôn, rất là đẹp đấy cô chú chị nhìn theo cái căn kia. Bây giờ vừa là buổi tối, buổi chiều thì Thiên Định hôm nay là chủ nhật cho nên Thiên Định về và đưa 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 đây đây chính là vợ và ba em bé của nhà Thiên Định đây. Một bé gái và hai bé trai sinh sinh đôi đấy cô chú chị ạ. Bozin vé Suka đấy. Đi mình đi dần lên lên trên trên bờ trên quảng trường này. Đi thôi con ơi, Bozin ơi. Không được nghịch nước đâu, nghịch xuống đấy mà nó cát nó chảy là nguy hiểm lắm. Đi. Đấy. Cảm giác đi làm về mà chiều nào cũng được ra Vinhome Ocean Park chơi thế này thì tuyệt vời lắm cô chú chị ạ. Cô chú anh chị thấy cái công việc của Thiên Định mà buổi tối gần nhà nhà gần ngay dự án ra dự án chơi như này có sướng không? Quá thoải mái luôn. Mà lại đi được cùng vợ cùng con đi chơi thế này, quá tuyệt vời. Tuyệt đối vời ông mặt trời luôn. Bò ơi, nhanh con. Nhanh 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 nhanh. Đấy. Buổi tối đấy buổi tối mà bây giờ Thiên Định cứ tưởng tượng mà Thiên Định ví dụ Thiên Định mà chưa có vợ mà có người yêu mà dắt trên bãi biển này thì đúng là chỉ có hôm thôi, chỉ có hôm đầu thôi, hôm sau là kiểu gì là kiểu là lại cũng gọi là ấy ngay hả. Bây giờ là nó có ba giai đoạn chính thôi, bây giờ nó bình thường là có bốn giai đoạn. Nhưng mà riêng có Vinhome Ocean Park là Thiên Định cắt đi một giai đoạn.